Xin chào quý anh chị em và các bạn. Thì nếu như các anh chị em mong muốn sở hữu một cái mẫu xe gầm cao 5 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc máy xăng, thì có lẽ cái mẫu Hyundai Tucson này là một trong những mẫu xe mà quý anh chị và các bạn đang cần. Hiện tại salon của chúng tôi đang có một cái mẫu xe đây gọi là Hyundai Tucson máy xăng 2.0 các bạn nhé. Máy xăng 2.0, form này thì đó là form cũng khá là cổ kính rồi. Đấy, nhìn các bạn có thể nhìn thấy đây. Nhưng giá này rất là rẻ các bạn ạ. Giá rất là rẻ. Đây các anh chị em có thể thấy đây. Xe sản xuất năm 2009 các anh chị em nhé. 2009. Xe sản xuất năm 2009 này, các bạn nhìn này. Chúng ta sẽ đi vòng đi vòng lại để có thể kiểm tra và nhìn. Xe sản xuất năm 2009 các bạn nhé, các anh chị em nhé. Màu xám, chất lượng sơn thì còn rất là tốt. Chất lượng sơn còn rất là tốt, Hyundai Tucson. Nhìn thì không khác gì với dòng Santa Fe. Đấy, nhưng mà nhìn kỹ thì chúng ta thấy đây chính là cái dòng xe Tucson các bạn nhé. Tucson, cái đống đèn này, tất cả mọi thứ đều rất là ok. Đây các anh chị em có thể thấy xem cái không gian nội thất của nó đây, từ năm 2009 đến giờ còn rất là chất. Xe sản xuất năm 2009, mẫu xe Tucson nhá, và rất là rẻ. Đấy, Hyundai nhập khẩu nguyên chiếc là Hyundai Motor Company. Đây ghế da là được chủ xe cũng rất là giữ gìn, ở dưới là một lớp ghế da, trên là một lớp bọc thêm này. Cái chất liệu của ghế da bên ngoài thì nó cũng rất là đẹp. Xe đi được 105.319 km các bạn nhé. 105.319 km. Đấy. Đây. Hệ thống âm thanh trang bị cơ bản được trang bị CD này. CD là một này. Rồi đây, túi khí đây. Đấy các bạn có thể thấy đây. Cơ bản là còn rất là nguyên bản. Vô lăng lái thì cũng chưa có dấu hiệu bị mòn nhiều đâu các bạn nhá, anh chị em nhé. Đây. Hơi bị chảy chỗ này nhưng mà đôi bên này thì chưa có dấu hiệu mòn nhiều. Vô lăng lái 4 chấu, hộp số tự động nhé, hộp số tự động 4 cấp này. Chúng ta có thể thấy Tucson. Đặc biệt hơn nữa là cái xe này thì có cửa sổ trời các bạn nhé. Cửa sổ trời nhá, gầm chỗ 5 chỗ gầm cao rất là đẹp. 5 chỗ gầm cao thì rất là hay, rất là đẹp. Đây các anh chị em có thể thấy đây. Chỗ gầm cao rất là mới. Cốp sau cũng khá là rộng các anh chị em nhé. Cốp sau cũng khá là rộng. Cốp sau rất là rộng rãi, chứa được khá nhiều đồ. Rất là rộng rãi như các anh chị em nha. Đây động cơ 2.0 này, đua xuyên 16 van này. Động cơ còn rất là mới, rất là sáng các bạn nhé. Rất là sáng. Rất là mới, rất là sáng. Tất nhiên rồi, khi các anh chị em mà mua một cái mẫu xe đã qua hệ thống ấy, thì các anh chị em cũng lưu ý là nên chăng mua những cái mẫu xe nó không bị tai nạn, không bị đâm đụng, không bị ngập nước, và giấy tờ an ninh toàn đảm bảo, và nên chọn những cái địa chỉ sở hữu uy tín, giá cả hợp lý để các bạn có thể lựa chọn những cái mẫu xe đã qua sử dụng. Và đến showroom của chúng tôi thì chúng tôi sẽ đảm bảo cho quý anh chị và các bạn đảm bảo là xe còn nguyên bản, không có bị tai nạn anh chị nhé. Thay mặt những người làm chương trình gửi lời chúc sức khỏe đến quý anh chị em và các bạn. Chúc quý anh chị em và các bạn được nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong những chương trình tiếp theo.